Kyo xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Đồng hồ Đức Kyo Channel TV. Và trong những phiên phát sóng ngày hôm nay thì Shop bên em lại lên giao lưu với các bác một số những mẫu sản phẩm đồng hồ, trang sức, kính mắt, vòng tay, mặt dây chuyền, nhẫn. Đó. Những cái sản phẩm vô cùng độc đáo và giá trị. Trong phiên ngày hôm nay thì rất vui và hân hạnh được giao lưu với các bác trên toàn quốc. Các bác có nhu cầu muốn mua sắm mẫu sản phẩm nào thì hãy liên hệ qua hotline hoặc là kết bạn với Zalo bên em nhé. Đó, các bác mới biết đến kênh của Shop thì hãy cho em những nút đăng ký kênh. Đó, đăng ký kênh ấn vào nút màu đỏ quả chuông để hiện lên thông báo mỗi khi bên em phát video ạ. Và sản phẩm đầu tiên em lên sóng giới thiệu với các bác phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ. Một chiếc đồng hồ phải gọi là thiết kế rất đẹp các bác nhé. Đấy. Một mã nữ dành cho các đấy, vị khách hàng thân yêu đấy, các quý bà đấy, các quý bà, quý cô, các chị đấy, hoặc là những người bạn đấy, một siêu phẩm đồng hồ Omega. Em nói thật với các bác là mà ra tiệm thì cái chiếc này nó đắt kinh khủng luôn, nó đắt vô cùng luôn nhá. Bởi vì sao các bác? Toàn bộ cái niềng này mà thiết kế là đính phun xoàn nhá. Toàn bộ phần niềng này đấy, là đính phun xoàn kim cương thiên nhiên. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy cái niềng của nó, những cái sản phẩm mà bao giờ đính kim cương ấy, nó cũng rất là giá trị, nó cực kỳ giá trị các bác. Đấy, nó không chỉ là một cái vẻ đẹp, đấy, vẻ đẹp của thiên nhiên, của trời đất tạo hóa ban tặng cho những viên kim này, phát lên cái ánh sáng tuyệt vời, vậy mà nó còn là cái vẻ đẹp của giá trị, của sự sang trọng lịch lãm, của sự thanh đạt. Đây. Các bác nhìn này, phần niềng của chiếc Omega này nhá, toàn bộ là full kim. Niềng full kim đâm ra là ánh sáng bắt. Đấy. Rọi sáng mắt. Long lanh rực rỡ luôn. Và điểm nhấn ở bốn góc là bốn cái viên đá màu xanh. Đó, bốn cái viên đá sapphire màu xanh. Còn lại thì niềng đính full kim. Đó, một chiếc đồng hồ Omega đến từ thương hiệu Thụy Sĩ Jelever. Cái này của nó là máy vàng các bác nhé, máy là máy vàng. Đấy, một bản đồng hồ nữ. Cái bản này thì cái bộ vỏ này các bác này, bộ vỏ và bộ dây chất liệu bằng bạc đúc, mạ bằng trắng nhé. Đó. Vỏ và dây là được thiết kế bạc đúc, mạ vàng trắng. Còn phần đáy này là thép inox nhá. Đấy, cái phần đáy này thì không phải là bằng bạc. Còn lại thì phần dây và phần vỏ. Đấy. Và phần niềng trên của nó là thiết kế chất liệu bằng bạc đúc, mạ vàng trắng. Đấy, các bác nhìn cái bộ dây này như là dát vàng không? Bộ dây nhìn như là dát vàng luôn nhá. Một chiếc đồng hồ Omega thật sự là rất là đáng chơi và sưu tầm trong phiên ngày hôm nay các bác. Đấy, các bác nào mà mình có điều kiện đấy, mình mua tặng cho các bác nữ đeo. Đấy, đeo những cái mẫu này em thẳng định với các bác là lên tay nó sang trọng lịch lãm. Các bác đeo đi hội nghị sự kiện diện những chiếc đồng hồ Omega thế này lên tay thì phải gọi hết ý rồi. Đấy, size em đo size nhá. Size mặt là 20-25. Size 25 không tính núm nhá, máy là máy cơ cót. Đấy, máy là máy cơ cót. Máy cơ cót dòng hai kim thương gia thanh mảnh. Đấy, thiết kế logo thương hiệu này, phiên bản Omega Geneva chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Đẹp nhức lách luôn. Những cái lách các bác nhìn em lên tay này, lên tay đeo sang trọng không? Đấy. Các bác mà nữ nhà mình mà diện những cái bộ đầm, bộ váy, đeo lên tay những chiếc đồng hồ sang trọng thương hiệu top 1 Việt Nam. Đấy. Bạc đúc, mạ vàng trắng, niềng đính full kim. Rồi các bác đeo lên tay, các bác đeo cái kết hợp phối với những chiếc nhẫn kim cương hoặc là những cái bộ dây chuyền vàng trắng nữa thì thôi em, thật là nó quá là đỉnh luôn. Đấy. Tuy là nó giá trị nó không bao nhiêu các bác ạ. Đấy. Nếu mà để mà vào hãng mua những cái sản phẩm này em nói thật với các bác tầm vài ngàn nhé. Đấy. Vài ngàn luôn. Đấy. Vài ngàn là chuyện bình thường các bác ạ. Nó đắt lắm, nó không rẻ đâu ạ. Cái thương hiệu Omega top Thụy Sĩ lại còn bị liềng full kim thế này. Đấy. Đấy. Hàng của hãng mà. Bao giờ cái thương hiệu mạnh top này nó đắt. Còn các bác mua nhà em thì giá đồng hồ cũ thì đấy, rẻ rất nhiều lần luôn. Đấy, nhà em bao chuẩn hàng xịn cho các bác nhé, không đúng không lấy tiền. Đấy, không chuẩn không lấy tiền.
không chuẩn, giả lại tiền các bác luôn, tặng đồng hồ luôn nhá. Đấy, chiếc đồng hồ Omega mã số 1 trong phiên ngày hôm nay. Đấy, một mã nữ đấy, dành tặng tri ân cho các quý khách hàng, các bác nữ như em đang xem livestream ngày hôm nay, hoặc là các bác nào nam đấy, mua tặng vợ, tặng người thân, tặng người thương. Đấy, shop bên em giao lưu với các bác mã 1 nhá. Trong phiên ngày hôm nay mã số 1 là 4.500.000 đồng ạ. 4.500.000 đồng cho phiên bản Omega này. Đấy, để mà nói thật sự mà vào hãng thì không có cái giá 4.500.000 đâu, em nói thật. Đấy, mà đồng hồ các bác bảo còn đẹp còn mới như thế này ạ. Đây, đồng hồ đẹp mới như thế này. Đấy, ở đâu có giá Omega 4.500.000 mà liền phun kim đâu các bác. Đấy, chốt cho em mã 1 nhá trong phiên ngày hôm nay. Máy là máy cơ các bác, máy là máy cơ cót, không phải là máy pin, máy vàng luôn nhá. Đấy, máy là máy cơ cót, máy vàng. Chốt cho em mã 1, em lên mã số 2. Mã số 2 ngày hôm nay em lên một chiếc đồng hồ phiên bản quân đội các bác nhá. Đấy, phiên bản Elgin USA này. Đấy, một chiếc đồng hồ Elgin đến từ Mỹ. Phiên bản này là phiên bản quân đội. Cái dòng này thiết kế các bác để ý xem, rất là giống cái kiểu dáng dòng tăng hưu các bác nhá, tăng hưu. Đấy, phần liềng và phần dây khóa thiết kế như là chiếc đồng hồ tăng hưu luôn. Đó. Chiếc này là thiết kế là một lúm 6 kim. Một lúm 6 kim nhá các bác. Đấy, một phiên bản dòng engine quân đội USA. Thiết kế vô cùng độc đáo, tinh tế. Em nói sai này. Size mặt chiếc đồng hồ là 37. Size 37 không tính đúng ạ. Mặt trắng. Đấy, liền mạ vàng liền xoay nhá. Đấy, liền xoay mạ vàng. Dây khóa đờ mi, đúng không? Các mắt vàng và các cái mắt trắng đan xen, các cái móc xích như kiểu là các cái móc xích các bác, cái phần vỏ của nó rất là độc. Tiếp theo đến cái bộ dây của nó độc cũng không kém phần luôn, nó mang tới sự trải nghiệm, những cái sự khỏe khoắn, những cái sự chắc chắn khỏe khoắn vô cùng. Đấy, và toàn bộ là vỏ là dây khóa thép đúc nhá. Đó, kết hợp với những cái mắt xích đờ mi, mắt xích vàng, nó tạo điểm nhấn nổi bật. Đây ạ, zin cả dây các bác này, zin USA này. Đấy, một phiên bản chính hãng. Đấy, đến từ Mỹ. Chiếc này chạy máy pin các bác nhé, máy pin dòng quân đội. Đấy, thiết kế nhẹ nhàng, bắt mắt, vô cùng tinh tế. Các bác đeo lên tay kiểu dáng rất là giống thương hiệu tăng hưu nhé. Đấy. Đấy, em lên tay các bác xem này, nó khỏe. Đấy, cái dòng quân đội này thì bao giờ nó cũng bền các bác, bền bỉ thời gian. Đấy, nó khỏe. Đấy, chỉ cần đeo lên tay chiếc đồng hồ, cái bộ dây này không đã thấy như là những chiếc những sợi dây xích được. Sợi dây xích đeo lên tay rồi các bác. Zin USA. Zin nguyên bản 100%, dây khóa thép đúc đặc. Đấy, thép bóng luôn các bác nhá. Thép này là thép bóng lì luôn các bác. Đấy, các bác nhìn cái chất thép của nó bóng lì không? Dùng bao giờ mới hỏng được. Không thể là hỏng được trong những phiên bản này nhá. Đấy. Chiếc đồng hồ Zin USA ngày hôm nay mã số 2. Mã số 2 bên em giao lưu với các bác là 1.100.000 đồng. Một phiên bản chính hãng, phiên bản quân đội chính hãng, đấy, thương hiệu Enzin, bản này xuất sang Mỹ nhá. Dây khóa Zinon hết, size 37. Em để mã số 2 là 1.100.000 đồng. Chốt cho em mã 2 này. Rất nhiều những sản phẩm đồng hồ đẹp, chất và giá rẻ trong phiên ngày hôm nay. Đấy, các bạn ủng hộ cho nhà em. Đấy, theo mã 3. Mã 3 em lên một chiếc đồng hồ Bulova. Đấy, phiên bản này là phiên bản dòng Bulova địa bay các bác nhá. Đấy, đã nói là địa bay thì cái size của nó phải to như cái địa bay luôn. Size của nó to như là một cái địa bay các bác ạ. Size đồng hồ là 38. Úi dồi. Đấy, những chiếc đồng hồ cổ mà size tận 38 lận, các bác biết là nó to cỡ nào rồi. Bình thường nó chỉ lanh quanh khoảng 33, 34, 35 thôi. Những chiếc này nó vượt ngoài cỡ các bác ạ. Size 38. Mặt trắng. Đấy, 3 kim, 2 ô lịch, cấp 3 giờ, mặt trắng chảy tia. Cái bộ kim dây của nó là thiết kế là cái xẻng xúc nha các bác nhá. Đấy, cái đầu kim của nó là đầu kim xẻng xúc. Đó, độc đáo, nghệ thuật. Đấy, chiếc này quay kỹ các bác này. Đấy, vỏ bọc vàng toàn thân nhá. Bọc vàng toàn thân 10k gold. Đấy, 10k rom gold này. Đấy, máy cơ tự động automatic. Đặc biệt là cái bản này Bulova này, bản này của nó máy vàng các bác nhé. Tự động bọc vàng toàn thân, máy vàng luôn. Đấy, dây chun đi kèm bọc vàng. Đó, dây chun Mỹ.
Spiel USA này có. Đấy, vỏ bọc vàng toàn thân nhá, máy cơ tự động automatic. Size 38 ạ, một chiếc đồng hồ cực kỳ đáng chơi, đáng sưu tầm. Đấy, các bác mua chiếc này có cả dây rồi, em mua từ bên kia về là các bác tay người ta lắp luôn bộ dây sẵn rồi nhá. Về các bác chỉ việc đeo thôi, dây chun bọc vàng đồng hồ. Đấy, cũng bọc toàn thân, máy vàng. Đấy, mẫu này nhà em mở máy ra kiểm tra rồi các bác yên tâm, của nó là máy vàng ươm nhá. Máy tự động Bulova vàng ươm, chạy cực kỳ chuẩn, nét căng. Đấy, lên tay các bác xem chiếc Bulova đĩa bay. Đấy. Một chiếc đồng hồ siêu to khổng lồ. Đấy. Mang thương hiệu Bulova, phiên bản dòng cá voi. Bulova cá voi. Đấy, đĩa bay toàn những hình tượng đấy, to đùng các bác. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Vỏ bọc vàng nhá, đáy là đã bọc toàn thân. Đấy. Thiết kế mặt trắng 3 kim 2 ô lịch, các cọc số khía. Đó, các cọc số những cái vết khía nổi trên nền mặt trắng. Đấy, chiếc Bulova mã 3 ngày hôm nay em chiên cho các bác chỉ có 2.200.000 đồng. Đấy. Bình thường với cái mức giá 2.200.000 thì các bác không mua nổi được, đầy trắng luôn đi ạ. Đừng nói đến bọc toàn thân nhá. Đấy, còn size 38 thế này ạ. Đấy, bộ dây chun này đã mấy trăm nữa rồi. Đấy. Nhà em để cho các bác là những cái mức giá là giá hữu nghị. Đấy, giá gọi là giá người nhà, người thân. Giá không chặt chém. Đấy. Các bác mua về xong các bác xài ok, tốt, ủng hộ chất lượng. Mà nhiều bác là mua về còn đem đi bán, còn có cả lợi nhuận luôn đấy. Đấy. Nhà em là shop nhà em là chủ yếu là bán buôn cho thợ các bác nhá. Đầu thợ người ta về người ta bán trên mạng, bán livestream. Đấy. Đấy. Cho nên là giá nhà em là giá cân đối ra quốc tế, bao giờ giá cũng rất là ok. Đấy. Các bác dễ chơi. Đấy. Các bác bán giao lưu thương mại đấy, để chơi thì rất là ok luôn ạ. Đấy. Mà đồng hồ sản phẩm chất lượng tốt các bác nhá, hình thức còn ok, đẹp. Đó, mã 3 cho chiếc Bulova em để cho các bác là 2.200.000 nhá. Đó, 2.200.000. Em lên mã 4 ạ. Mã 4 phiên ngày hôm nay là một siêu phẩm. Một siêu phẩm Lux Engine. Đấy. Một siêu phẩm đồng hồ mang thương hiệu Lux Engine. Đấy, các bác nhìn cái mặt của nó đẹp chưa? Mặt thiết kế của nó mặt là mặt sóng âm nhá. Mặt những cái vòng tròn này, sóng âm này, sóng siêu âm này. Đấy. Các cái vòng tròn xoắn thiết kế full trên nền mặt số. Ở ngoài viền là các cọc số học trò, hai bên hàng bốn góc là các cọc số hình tam giác nhá. Đó, đặc biệt là phiên bản này là phiên bản kiểu dáng form tanh. Form tanh. Ngang là 23. Ngang là 23 mà dọc là rơi vào khoảng 37 các bác nhá. 23 mà nhân với cả 37. Đấy, một chiếc đồng hồ Lux Engine đến từ thương hiệu Thụy Sĩ. Máy cơ cót. Máy là máy cơ cót kim rốn này, kim rốn ở góc 6 giờ. Đó. Thiết kế các bác nhìn thấy cái phần vỏ của nó nhá, cái phần thân vỏ này. Đấy. Bọc vàng toàn thân, bộ chân càng siêu độc đáo. Bộ chân càng liền vỏ và thiết kế những cái mảnh ghép. Đấy, đã liền vào phần vỏ rồi và thiết kế những cái mảnh vép, những cái vát. Đấy, những cái vát cạnh này mang tới điểm nhấn. Đấy, vô cùng sâu sắc, cực kỳ tinh tế nhá. Đây là những bản dòng đề co nghệ thuật mà ở bên Tây ngày xưa phải có bao nhiêu. Đấy, có bao nhiêu năm rồi người ta mới có thể nghĩ ra và thiết kế cống hiến cho các bác những cái sản phẩm dòng đề co nghệ thuật như này. Ngày nay thì những cái phiên bản mới nó không thể làm mà thiết kế được như này đâu đâu các bác. Đằng sau đáy nhá, đây chuyện khác này. Bọc vàng 10k gold fill này. Đấy. Eugenie Monster bản kỷ niệm 25 năm hệ thống Mackeson & Robin. Đấy, series chuyện khác. Đấy, vỏ bọc vàng 10k nhá, cái bộ dây chun này của nó cũng bọc vàng luôn các bác. Đấy, bọc vàng 1/20 10k nữa này. Đấy, đồng hồ bọc toàn thân, dây chun cũng bọc vàng. Mà cái bộ dây này nó đẹp, nó led căng. Đấy, các bác nhìn này, đẹp led căng như thế này. Đấy. Lấy đâu ra đúng không các bác? Bộ dây này các bác em mua về các bác tay đã lắp sẵn rồi. Lắp sẵn rồi các bác nhá. Đấy. Đấy. Mà để mà tách ra bán lẻ cái bộ này phải mấy trăm đấy các bác, không rẻ đâu. Đấy, mà đi kèm với chiếc đồng hồ này nó nguyên bộ, nó rất là hợp, nó không khác gì dây zin kìa. Không khác gì cái dây zin, các bác hãy đeo lên tay này không? Đấy, nó như là một chiếc lắc tay.
các cái mắt của nó, mắt 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 thiết kế nổi gồ nhé. Đấy. Thiết kế nổi gồ xong rồi kiểu vân rất vàng. Đấy. Đồng hồ form lên tay, form dáng ôm đẹp. Đấy. Đấy. Vừa kết hợp đồng hồ vừa trang sức lắc tay đeo. Đấy. Chiếc nước Enzin ngày hôm nay mã 4 nhá. Mã 4 em để giao lưu với các bác là 1.800.000 ạ. 1.800.000 đồng chốt cho em mã 4 này. Đấy, siêu phẩm độc có 102. Đấy, máy cơ cót chính hãng. Bọc vàng toàn thân. Form tanh kiểu dáng cổ điển. Chốt cho em mã 4 ạ. Em lên mã 5. Mã 5 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Bonzot. Đấy, lâu lâu mới về các bác một chiếc Bonzot. Đấy, một chiếc Bonzot Deluxe 23G. Phiên bản máy máy vàng nhá. Size mặt chiếc Bonzot là size 30 35 các bạn, gần 35. Đấy, máy cơ cót 23 chân kính, máy vàng ươm. Những chiếc đồng hồ Bonzot huyền thoại, chiếc này mặt của nó chảy tia đẹp các bạn. Mặt của nó chảy tia từ tâm rất đẹp với cọc số la mã thiết kế quanh viền. Cọc số la mã cổ điển. Đấy. Vỏ bọc vàng. Vỏ của nó bọc vàng AU này. AU 12.5 nhá. Đấy. Máy vàng ươm. Đấy, những cái phiên bản này thì dòng Bonzot 23 thì bao giờ cũng máy vàng các bạn, chiếc huyền thoại. Đấy. Gắn liền với thời kỷ niệm xưa. Đấy. Đấy. Các bác mà đeo những chiếc Bonzot này lên tay thì nó lưu lại cái nét hoài cổ nhá. Hoài cổ ngày xưa và nó thiết kế form của nó form tròn cổ điển. Chân càng dài, cái form này form mãi huyền thoại. Đeo không bao giờ lỗi mốt, không bao giờ hết thời. Đấy, máy chạy cực kỳ chuẩn, dây khóa tay. Đấy, bộ dây khóa là dây khóa tay. Chiếc Bonzot ngày hôm nay mã số 5. Mã số 5 bên em giao lưu với các bác là 1.700.000 đồng nhá. 1.700.000 đồng chốt cho em mã 5. Đấy, hình thức còn độ mới ok. Đấy, mặt chảy tia đẹp. Cọc la mã. Đấy, vỏ bọc vàng AU 12.5. Chốt cho em cái này mã 5 nhá. Đấy. 1.700.000. Mã 6 ạ. Đấy, hôm nay thì hàng về nhiều mẫu đồng hồ giá rẻ, hàng cổ xưa sưu tầm mức giá tốt cho các bác chơi. Loanh quanh khoảng một vài 3 triệu thôi. Đấy, không quá đắt để các bác dễ chơi. Tiếp theo em lên một bản Senko. Đấy, đến với một chiếc đồng hồ của Nhật đi. Bản Senko DX các bác nhá. Đấy, chiếc này thì độ mới của nó tuyệt hảo. Đấy. Hàng từ những hàng cao cấp đến những hàng bình dân bao giờ nó cũng rất là đẹp. Đấy. Đẹp mới. Các bác nhìn nhá, cái chất thép của nó bóng nì luôn nhá. Bắt sáng bóng không khác gì vàng trắng cả. Đấy. Một phiên bản Senko Fi DX máy tự động 25 chân kính. Mặt trắng chảy tia trục tung hoành. Size to các bác. Size mặt của chiếc đồng hồ là size 35 nhá. Đấy, size mặt là 35 không tình núm. Một phiên bản dòng Senko DX. Máy tự động 25G. Đấy, mặt trắng chảy tia trục tung hoành, logo thương hiệu góc 9 giờ, hai ô lịch góc 3 giờ. Đấy, kim giờ, kim phút và những ô cọc số ở phần đầu là thiết kế gắn dạ quang các bạn. Thiết kế gắn dạ quang nhá. Đấy. Đấy, các bác nhìn này, quay kỹ này. Chất thép của nó inox sáng bóng luôn. 6106-7010 stainless steel. Dây là dây cá sấu nhá. Bộ dây là bộ dây cá sấu màu đen. Đấy, đi kèm với chiếc đồng hồ là một bộ dây cá sấu. Đấy, vân lổi rất là đẹp, dày dặn chắc chắn. Các bác mua bộ dây này ngoài đã mất mấy trăm rồi, 200 rồi các bác. Đấy. Này nguyên cả chiếc đồng hồ này nhá. Đấy, nguyên một chiếc đồng hồ Senko Fi DX. Máy tự động chính hãng. Bên em giao lưu với các bác mã số 6 ạ. Mã số 6 là 1.000.000. 1.000.000 ạ, chốt cho em mã số 6 nhá. Đấy, mức giá tốt và đồng hồ đẹp như thế này thì bay ngay lập tức các bác. Bay luôn. Đấy. 1.000.000 chốt cho em mã 6 cho phiên bản Senko Fi DX này. Đấy. Tiếp theo mã 7. Mã 7 em lên một chiếc đồng hồ Seconda các bác nhá, một chiếc đồng hồ Seconda của Nga. Đấy, phiên bản form vuông. Nhà em thì mẫu mã đồng hồ rất là đa dạng. Đồng hồ Nga này, đồng hồ Thụy Sĩ này, đồng hồ Nhật này, đồng hồ Mỹ này. Đấy, các bác thấy mẫu mã
thiết kế rất là đa dạng phong phú. Đấy, một chiếc Seconda form vuông, form vuông nhá. Đấy, size mặt của chiếc đồng hồ là size 28.5 các bác. Size mặt là 28.5. Một chiếc đồng hồ Seconda form vuông. Mặt hai lòng, mặt thiết kế hai lòng, các cọc số La Mã cổ điển quanh viền. Đó, một phiên bản dòng Seconda hoài cổ đến từ Nga. Thiết kế ô lịch cấp 4,5 giờ. Đấy. Đấy, nước vỏ bọc vàng đẹp, sàn kính cong, đáy là thép inox. Đấy. Mặt của nó thì hơi có một chút mụn màu thời gian các bác nhá. Đúng cái màu kiểu cổ điển hoài cổ vintage ấy. Đấy. Mà nếu như mà các bác thích đeo chiếc đồng hồ form vuông lên tay nhìn nó khỏe. Nhìn nó khỏe khoắn các bác. Đeo lên tay chiếc đồng hồ form vuông thì nhìn nó cách điệu hơn, nó khỏe khoắn nhá. Đó. Đấy, máy là máy cơ cót 21 dị ạ. Máy cơ cót chính hãng đến từ Nga, phiên bản 21 chân kính. Đấy, một chiếc Seconda đẹp tuyệt các bác ơi, đẹp tuyệt vời nhá. Đấy. Vỏ đẹp, mặt có hơi có chút màu tàn nhang một tí thôi. Đấy, chiếc này em để cho các bác làm 1.1 triệu. 1.100.000 đồng ạ. Chốt cho em mã số mã 7 nhá. Mã 7 trong phiên ngày hôm nay. Đấy, 1.100.000 đồng. Đấy, bình thường mẫu này phải toàn 1.5 triệu, 1.6 triệu các bạn. Đấy, hôm nay em lên có 1.1 triệu thôi. Đấy, đồng hồ chất lượng tốt mà giá thì hợp lý, các bác dễ chơi. Chốt cho em mã 7. Tiếp theo em lên mã 8. Mã 8 ngày hôm nay em lên một chiếc đồng hồ Hamilton. Đó, chiếc này thì siêu cổ điển các bác. Đấy. Nhà em thì đồng hồ lên hết nhanh lắm các bác. Đấy. Thì thực sự là giá thì giá em cân đối giá thị trường giá quốc tế. Đó, khẳng định luôn là nhà em bao giờ bán đấy, đồ đẹp, đồ tốt và giá thì cực rẻ luôn. Các bác cứ đi khảo giá các đơn vị khác đi ạ. Đấy. Đấy, khảo giá đi các bác biết. Đấy. Bán là giá hữu nghị. Giá gọi là giá người thân gia đình các bạn, không chặt chém. Đấy. Kiếm một chút lợi nhuận thôi. Để duy trì phát triển shop cũng như là kiếm bữa cơm bữa cháo qua ngày. Một chiếc đồng hồ Hamilton các bác nhé. Chiếc Hamilton đến từ Thụy Sĩ. Size là 33. Đấy, chiếc này thì thiết kế theo một cái phong cách cực kỳ hoài cổ, cổ điển. Nó độc từ phần mặt số, cọc số ra đến bộ chân càng các bác nhé. Đấy. Chiếc này nó độc đấy, nguyên bộ luôn các bác nhìn này. Chân càng thì đặt vào vỏ này, xẻ rãnh đôi này, thấy chưa? Chân càng đặt liền vỏ, xẻ rãnh đôi. Để em lên vài vòng cót cho nó chạy các bác nhé. Đồng hồ để lâu hết cót. Chân càng thì độc dị lạ, xẻ rãnh đôi, đặt thẳng vào phần vỏ. Liềng thiết kế giật một cấp tạo điểm nhấn, mặt trong hai lòng các cọc số vạch tia chấm bi kết hợp cùng với cọc số răng cá mập. Đó, tuyệt đỉnh chưa các bác ạ? Cái phiên bản này hoài cổ nó là tuyệt đỉnh luôn nhá. Các bác đeo trên tay thật là những cái mẫu này không động hàng với ai đâu ạ. Những cái mẫu hàng cổ nó đã hiếm rồi các bác ạ. Đấy. Đấy, nó chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Đấy, hàng cổ thì duy nhất một chiếc nó đã hiếm rồi, những cái phiên bản độc này thì nó càng hiếm hơn. Size mặt là 33 không tính núm ạ. Đấy. Một chiếc Hamilton chính hãng đến từ Thụy Sĩ, phần vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. Bọc vàng đáy thép nhá. Đấy, hình thức độ mới cao, đẹp, chuẩn chỉ. Zin nguyên bản. Đấy, đồng hồ zin nguyên củ, dây khóa là bộ dây da bò. Bộ dây da bò khóa mạ vàng. Đấy. Lên tay các bác đeo, nó đeo lên tay nó có một cái nét thần thái các bác nhé. Nó có một cái vẻ đẹp, một cái thần thái. Đấy, mà không có những chiếc đồng hồ đời mới nào mà nó có thể đấy, so sánh được. Đấy, chiếc Hamilton thương hiệu rất mạnh luôn các bác nhé. Thương hiệu rất mạnh trên thị trường đồng hồ Thụy Sĩ. Đấy, máy là máy cơ cót. Máy cơ cót chính hãng. Đấy, chốt cho em chiếc Hamilton ngày hôm nay nhé. Mã số 8. Mã 8 bên em giao lưu với các bác chỉ có 2.400.000 đồng ạ. 2.400.000 đồng nhá. Chốt cho em 2 chiếc Hamilton mã số 8 này. Đó. Tiếp theo em lên mã 9 ạ. Mã 9 ngày hôm nay là một chiếc vòng ngà. Đấy, em lại lên tiếp một chiếc vòng ngà cho các bác nhá.
Đó thì chiếc vòng này của nó là một chiếc vòng ngà xưa của nó các bác ạ. Nó không những là nó lên nước mà nó còn là ngà hầm các bác nhá. Đấy. Thật với các bác là những cái chiếc vòng mà nó ngà hồng này này các bác này. Đấy. Cái vân của nó nổi, nó lét. Đấy. Và cái dòng này thì nó chỉ xếp sau mỗi dòng ngà voi mã mút thôi. Còn về chất liệu, về độ sưu tầm, về độ quý cao cấp thì nó chỉ xếp sau mỗi chất liệu ngà voi mã mút thôi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy cho em cái vân không? Cái vân này. Đấy. Cái vân xoáy của nó kín luôn, nhưng kín 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 luôn vòng. Mà lại thiết kế theo kiểu ngà hồng à, cái vỏ cái vòng này nó màu hồng các bạn, ngà hồng nhá, để lên nước. Đấy, đẹp chưa? Kín vân luôn từ trong ra đến ngoài. Đấy, các bác nhìn kỹ cho em này. Đấy. Full kín vân luôn. Đấy, hàng này hàng sưu tầm đấy các bác, hàng sưu tầm đấy. Không phải lúc nào cũng có đâu các bác. Nhé, em bán bao chuẩn hàng cho các bác nhé. Đấy, chuẩn bao chuẩn luôn ạ, không đúng không lấy tiền. Đó. Không đúng hàng không lấy tiền đâu các bác ạ. Đó. Về các bác có thể đi thẩm định kiểm tra thoải mái. Nếu như các bác còn lăn tăn về sản phẩm thì các bác có thể bỏ thêm chi phí ra nhá, để nhé em đi thẩm cho các bác ạ. Và đối với những cái sản phẩm này thì thẩm định không hề rẻ đâu. Đó. Những cái đồ này không phải là những cái đơn vị nào mà người ta mở ra mà người ta cũng dám thẩm định đâu các bác. Đấy. Đây là thẩm chui thôi. Thẩm chui quen biết, dựa vào quen biết các thứ. Đấy, bán lâu năm rồi thì người ta mới làm cho mình thôi, chứ còn không, cái đồ này không thật sự luôn các bác, là để mà đi thẩm các bác ra ngoài tiệm khó lắm. Đấy, đồ này nó là đồ hàng 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 trang sức thì không sao các bác, các bác đấy, kinh doanh mà mua bán hàng hàng thô ấy, đấy, hàng miếng kiểu ngà voi các thứ là hàng cấm đấy các bác. Còn đồ trang sức này thì như kiểu là đó, là người ta đã mài khắc đúc rồi đấy, thì đấy, được lưu hành trên thị trường thì thôi không sao cả, nhưng mà để mà đi thẩm định thì cũng rất là khó nhá. Đó. Đẹp chưa các bác? Đẹp lắm. Đấy, và quên không giới thiệu với các bác, bọc một cái miếng ở trên này nhá. Đó, cái miếng này là miếng vàng các bác. Đấy, một miếng vàng 10k trên này. Riêng chỗ này không đã phải gần một chỉ rồi các bác, 8 phân mấy vàng rồi. 8 phân mấy vàng nhá, bọc chữ lộc. Đấy. Lộc. Những ô kim tiền này. Đấy, và những cái họa tiết chữ vạn. Đấy, bọc xung quanh. Bọc một cái miếng vàng này xung quanh cái vòng này để nó tạo điểm nhấn cho nó đẹp thôi các bác. Đó. Đấy. Em đo bản ngang nhé. Bản ngang là rơi vào khoảng 2 phân. Bản ngang là 2 phân đã rất là to. Đấy. Còn lòng trong các bác, đường kính ở lòng trong là khoảng 6/3. 6/3. Đó. Một chiếc vòng ngà xưa, đấy, ngà hồng lên nước, bọc một miếng vàng khoảng 8 phân. Hơn 8 phân vàng 10k các bác. Đấy. Em lên tay các bác xem nhá. Vòng này thì không có chốt mở nên là mình phải luồn. Đấy. Vòng này không có chốt mở nên là mình phải luồn thì các bác nào đường kính tay khoảng 6/3. Em nghĩ là chắc khoảng 17 175 là đeo ok đấy. Đấy, khoảng 75 cân đổ lại. Đấy, tại vì tay em đeo thì các bác nhìn lên nó rộng. Hơi rộng. Đấy, 17 175 các bác đeo là ok. Đó, bởi vì mình còn phải luồn vào nữa mà. Phải luồn tay vào các bác. Đấy, mình phải luồn tay vào nữa, đâm ra là nó không như là các cái vòng kia là nó có chốt, là các bác lại mở chốt ra các bác đặt tay, mà là đây là phải luồn vô nhá. Đấy. Đấy. Riêng cái vòng này không thôi, bọc miếng vàng này đã mất 3 tiền rồi các bác. Đấy. Đấy. Tiền vàng và tiền công nó rơi vào 3 triệu mấy rồi, 3 triệu rưỡi gần 4 triệu rồi. Đấy. Còn chiếc vòng này nữa đẹp vô cùng nhá. Đấy. Chốt cho em chiếc vòng ngà ngày hôm nay mã số 9 ạ. Mã 9 em giao lưu với các bác là 7 triệu rưỡi nhá. 7.500.000 đồng. Đấy, 7.500.000 đồng chốt cho em mã số 9 ạ trong phiên ngày hôm nay. Đấy, em lên mã 10. Mã 10 lên cho các bác hôm nay một chiếc nhẫn rất là đẹp các bác, kiểu dáng form vertu. Đấy. Các bác xài những cái chiếc đồng hồ à, chiếc điện thoại đúng không ạ? Các bác có thể nhìn thấy đây là những cái biểu tượng chữ V của hãng vertu. Đấy, thì nhẫn này được thiết kế theo phiên bản nhẫn hãng vertu các bác nhé. Đấy. Đó, chất liệu là bạc đúc nguyên khối. Bạc đúc nguyên khối. Đấy, những cái chữ V này đính phun đá. Chữ V thì đính phun đá, trên liềng cũng đính phun đá. Hai bên phần này, đấy. Nó tạo điểm nhấn đẹp. Và cái viên đá này là viên đá của nó là viên đá Radius xanh nhá.
viên đá của nó là viên đá Pradius xanh, màu xanh cắt vát hình hình chữ nhật các bác. Đấy. Cắt vát hình chữ nhật. Tạo điểm sáng bắt sáng vô cùng tinh tế. Size nhẫn là 10 nào size nhẫn này. Size nhẫn là 19 19.5 các bác nhá, 19 thôi. Size 19 này. Đấy. Lên tay cho các bác xem một chiếc nhẫn thiết kế kiểu dáng form vertu. Đấy. Cực kỳ đẹp, tuyệt vời. Đấy. Đấy, hai bên phần thân nhẫn là khắc hình logo họa tiết chữ V đính phun đá. Đấy, chất liệu bạc đúc nguyên khối. Bạc đúc nguyên khối. Đấy, size nhẫn là 19. Chốt cho em chiếc nhẫn bạc ngày hôm nay nhá. Viên đá chủ của nó là viên Pradius xanh, hàng thiên nhiên. Đó, viên đá cũng rất là đẹp các bác. Viên đá thiên nhiên, hàng đá quý đấy. Chốt cho em chiếc nhẫn ngày hôm nay, mã số 10. Em giao lưu là 1.500.000 đồng các bác nhá. 1.500.000 đồng chốt cho em mã 10. Đó, trong phiên ngày hôm nay 1.500.000. Tiếp theo em lên mã 11 này. Mã 11 ngày hôm nay là một cái mặt dây chuyền nhá. Mặt dây chuyền logo hình cái hình biểu tượng của hãng Mercedes các bác, Mercedes-Benz với biểu tượng cái vô lăng ba cánh này. Đấy. Cái mặt dây chuyền này là bằng vàng 10K các bác, vàng 10K nhá. Đường kính nó cũng nhỏ thôi, nó cũng không to. Đường kính nó khoảng 2,6 cm. Đường kính của mặt dây chuyền này rơi vào khoảng 2,6 cm ạ. Đó. Logo hình Mercedes biểu tượng ba cánh. Đấy, toàn bộ mặt trên là khía nổi các bác nhé. Đấy, những cái đường vân khía nổi đẹp mặt sau. Đấy, mặt sau. Đấy, thì về là các bác nào thích có những bộ dây chuyền mà mình thích đeo những cái mặt nhỏ nhỏ đẹp đẹp này. Đó, đặc biệt là các bác đi mẹ, các bác đeo cái logo này lên nó đồng bộ nhá. Đấy, nó biểu tượng nó cùng đồng bộ luôn. Đấy. Đấy, cái mặt này ngày hôm nay em để cho các bác là 2.800.000. 2.800.000 giá là giá vàng. Đó. 2.800.000 đồng nhá. Chốt cho em mã số 11 cho cái mặt dây chuyền logo Mercedes-Benz. Tiếp theo mã 12. Mã 12 ngày hôm nay em lên cho các bác một sản phẩm, một mặt, một cụ rồng các bác nhá. Đấy. Đấy. Một cụ rồng đang cuộn ngọc. Đấy. Long châu cuộn ngọc. Đấy. Đẹp chưa? Đấy. Và được bọc hai bên. Đấy. Bọc bo viền và hai bên là hình đấy, song long tranh châu. Đó. Đây là trên cái mặt này thì hiện hình tượng là ba cụ rồng các bác nhé. Một cụ rồng là đá ruby và hai cụ rồng hai bên là được thiết kế bằng chất liệu bạc đúc. Đấy, tạo hình khắc nghệ thuật đang ôm lấy cụ rồng ở chính giữa này. Đó, cái mặt này thì phải gọi là đẹp tuyệt vời các bác. Đẹp tuyệt vời nha các bác. Đấy. Đeo lên cổ trông bao ngầu bao chất luôn. Bác nào tuổi rồng các bác đeo hợp mệnh, hợp mệnh hợp tuổi. Và đặc biệt là cụ rồng với thiết kế linh vật đang cuộn ngọc này, tức là đang ôm lấy tiền tài của cải các bác nhé. Ôm lấy hết ngọc ngà châu báu đó. Đấy. Thể hiện được uy quyền, thể hiện được sức mạnh. Đấy. Và mang ý nghĩa phong thủy, ôm cuộn hết lại ngọc ngà châu báu lại, không để rơi các bạn nhé. Không để ngọc ngà châu báu tiền của rơi ra. Đấy, khi mà đeo trên người. Đấy, năm nay là năm rồng cho nên là những cái sản phẩm liên quan đến những linh vật rồng thì hay được các bác săn lùng và đấy, tìm kiếm. Đấy, mặt này cũng khá to đấy các bác ạ. Mặt đường kính là 5 phân nhá. Chiều dài là 5 phân này, chiều ngang của nó là 4/3. Đấy, dài 5 phân, ngang là 4/3. Một sản phẩm mặt dây chuyền chất liệu bằng bạc đúc nguyên khối. Bạc đúc nguyên khối nhá. Đấy. Mặt là mặt đá ruby thiên nhiên, màu đỏ đậm đẹp, chạm khắc tứ diện mặt trước và mặt sau đây. Đấy, chạm hai mặt các bác, chạm mặt trước và mặt sau. Bây giờ thì để mà ra tiệm mà nguyên mà bọc bạc và tiền công cái sản phẩm này các bác này. Đấy. Bọc rất nhiều bạc nhá và tiền công chạm đúc. Đấy. Đấy. Thiết kế tạo hình nghệ thuật với tầm rơi vào khoảng 1.500.000 các bác. Đấy. Đấy, khoảng 8-900.000 tiền công. Đấy, và 4-500.000 tiền bạc nữa, và rơi vào khoảng 1.500.000 các bác cho những cái sản phẩm này. Còn chưa tính cái cụ rồng đá ruby đâu các bác nhé. Đấy. Đó. Đấy. Các bác nhìn đẹp như thế này, bao đẹp bao chất cho các bác. Đấy, cái mặt dây chuyền hàng đấy,
thiên nhiên phong thủy kết hợp với cả đá ruby kết hợp với chất liệu bạc đúc nhá. Đấy, rất đẹp. Chốt cho em cụ rồng ngày hôm nay mã số 12. Mã 12 ngày hôm nay em để cho các bác là 2 triệu 6 ạ. 2 triệu 600 ngàn đồng nhá. Đấy. Các bác mà mua cũ này tính ra là rẻ hơn rất nhiều đấy. Đấy. Rẻ hơn được rất nhiều chi phí mà các bác nhìn lại mặt đúc rất có hồn nhá, cụ này, rồng này. Đấy. Các bác nhìn cụ rồng này chọn. Ôm lấy ngọc, cuộn ngọc này. Thiết kế ê quyền lực. Chốt cho em mã 12. Mã 12 ngày hôm nay 2 triệu 6 em lên mã 13. Mã 13 là một chiếc đồng hồ Techlot các bác. Techlot Skyline, một chiếc Techlot mặt bát quái chân càng gãy phiên bản Skyline, một trong những dòng cổ điển đấy, độc đáo nhất của dòng thương hiệu Techlot. Mặt bát quái chân càng gãy, form size to các bác, size của nó là size 35.5, size mặt là 35.5, không tính núm, máy cơ tự động automatic, 3 kim, 1 ô lịch góc 3 giờ. Đấy, phần mỏ bọc vàng, mỏ bọc vàng lúm zin logo này. Đấy, đáy đằng sau mề đây Techlot nhá. Đấy. Đấy. Đấy là thép inox. Đối với những cái phiên bản này thì em bao chuẩn cho các bác là nó zin nguyên củ luôn. Đó, bao giờ thì đồng hồ nhà em bán giao lưu với các bác là đồng hồ bao zin nguyên củ. Về các bác chơi sưu tầm, về các bác đeo trên tay nó chạy chuẩn lắm. Những cái sản phẩm này nó chạy chuẩn. Đẹp. Một chiếc Techlot phiên bản Skyline, mặt bát quái, chân càng gãy. Đấy chưa? Chân càng gãy ở bốn góc nhá. Size 35.5. Một phiên bản đồng hồ cổ đỉnh cao, chất lượng hàng siêu tầm hiếm có. Đấy, zin hết nguyên bộ luôn. Đấy, logo mề đay Techlot. Chiếc này mã số 13 trong phiên ngày hôm nay. Mã 13 nhà em giao lưu với các bác là 2.300.000 đồng ạ. 2.300.000 đồng các bác nhá. Chốt cho em mã 13. Đấy, bác nào chốt thì em sẽ tặng các bác kèm một bộ dây để các bác đeo. Đấy, mẫu này em về không có dây các bác. Tặng các bác một bộ dây nhá. 13. Tiếp theo em lên mã 14 ạ. Mã 14. Đấy, trong phiên ngày hôm nay em mở cho các bác một chiếc hộp nhá. Mở cho các bác một chiếc hộp. Đấy, một chiếc hộp màu đỏ. Một chiếc hộp màu đỏ mang đầy sự may mắn. Đấy. Sự tươi mới may mắn. Đấy. Mở hộp cho các bác xem. Đó. Và trong chiếc hộp này thì là một cái thương hiệu của nó khắc rất là nhiều chữ. Đấy. Đây là cái thương hiệu Zaras các bác nhé. Một chiếc đồng hồ thương hiệu Zaras. Đấy. Có thêm cả cái này để đệm vào đồng hồ để cho nó chắc. Đấy, bảo quản cho nó sạch sẽ, cho nó gọn gàng đẹp. Đấy, thì sau đây thì các bác cùng ngồi shop đi chiêm ngưỡng mẫu sản phẩm này, chiếc đồng hồ thương hiệu Zaras đến từ Thụy Sĩ ạ. Họ chiếc này là thiết kế là bằng vàng đúc nguyên khối các bác nhé. Vỏ của nó là vỏ vàng đúc nguyên khối 9K. Đấy, các bác nhìn xem mà nó đẹp, mới gần như là hàng siêu tầm ạ. Đấy, đẹp gần như là mới hàng siêu tầm nhé. Zaras này các bác nhìn này. Đấy chưa? Đằng sau đáy chuyện khắc Present by Direct of EMI To Brow For Long Service 1973. Một chiếc đồng hồ thương hiệu Zaras vàng đúc 9K các bác nhá. Vàng đúc của nó là đúc nguyên khối 9 karat gold. Đấy, máy là máy cơ cót Thụy Sĩ. Đấy, máy là máy cơ cót Thụy Sĩ chính hãng. Mặt trắng, thiết kế bộ kim cặp số mạ vàng nổi thanh mảnh trên nền mặt trắng các bác ạ. Đó, chiếc này hình thức của em nó đẹp, nó mới các bác ạ, toàn bộ luôn, xuất sắc luôn. Vàng đúc nguyên khối 9K. Đấy, đằng sau đáy chuyện khắc chuẩn chỉ. Đó. Các bác mà mua hàng nhà em thì yên tâm nhé, nhà em bán bao chuẩn, đồ nào ra đồ đấy các bác, vàng là vàng, bọc là bọc, mạ là mạ, đúng không? Đấy. Không bao giờ nhà em bán sai cho các bác đâu, nên là các bác yên tâm. Đó.
kênh của shop bán hàng 7 năm nay rồi, rất uy tín nhá. Đấy. Đấy, giao lưu với rất nhiều các bác trên toàn quốc rồi. Đấy, chiếc này đi kèm với cả một bộ dây, dây là dây handmade để các bác nhìn này, dây khâu tay dây handmade nhá. Đó. Đó. Đẹp lắm. Đấy, mới đẹp xuất sắc luôn. Đấy, nguyên hộp. Cái sản phẩm nguyên hộp là hàng sưu tầm để trưng bày không để đeo các bác ạ. Size 33 không tình núm nhá. Size mặt là 33 không tình núm, máy là máy cơ cót Thụy Sĩ. Đó, những cái phiên bản này thì các bác vừa đeo vừa trưng bày cất trong tủ. Đấy, mình có hộp mà. Hoặc là làm quà tặng quà biếu đều rất là ok. Đây, em lên tay cho các bác xem nhá. Đấy, đeo nó rất là nhẹ nhàng, gọn thanh mảnh, nhẹ nhàng đơn giản. Thiết kế không cầu kỳ, không hoa mỹ. Đó. Chiếc đồng hồ Zaras ngày hôm nay. Đây. Đây. Các bác chốt cho em, chốt cho shop ngày hôm nay. Bên em giao lưu với các bác chiếc Zaras là 8,5 triệu ạ. 8,500,000 đồng nhá, cho phiên bản này. Chốt cho em mã số. Mã 14 các bạn. Mã 14 trong phiên ngày hôm nay, 8,5 triệu cho chiếc Zaras. Vàng đúc nguyên khối 9K. Đấy, hàng xưa đẹp chuẩn chỉ. Đấy, mẫu này thì mới tinh các bác nhá, hàng trưng bày sưu tầm. Các bác leo đi làm quà tặng quà biếu đều rất ok đấy. Cho em mã 14. Tiếp theo mã 15 em lên vài cây kính cho các bác chơi nha. Đó. Đấy, lên một vài cây kính đi, mỗi một phiên em lên một vài mẫu kính. Đấy, hàng xưa, hàng độc đáo cho các bác chơi. Đấy. Nhà em thì không bán dòng đại trà đâu các bác. Nhà em bán là hàng sưu tầm, hàng đẹp, hàng tuyển chọn. Đấy, cho nên là mỗi một cái sản phẩm lên giao lưu với các bác nó đều rất là chất lượng và hình thức còn đẹp. Đấy, em lên một cây kính Amor các bác nhé, một cây kính Amor của Pháp, kính cộ bọc vàng. Đấy, Amor này là phiên bản dòng 4 sao, 1, 2, 3, 4 sao này. Đấy, một cây kính Amor của Pháp, kính cộ bọc vàng. Đấy, sẽ quay kỹ cho các bác xem từng dấu triện mộc nhá, từng dấu triện mộc. Đấy. Amor này, Amor made in France của Pháp, bọc vàng cổ luôn. Đấy. Hàng xưa có chiếc này của em thì nó đẹp xuất sắc luôn, đẹp bén cạnh. Đấy. Đừng có nói chuyện đến bong chóc xước sát các bác ạ. Đấy, nó như đồng hồ ấy. Đấy, kính nhà em chọn nó cũng phải như đồng hồ các bác, nó phải đẹp, nó phải tốt, nó phải chất lượng để các bác đeo. Đấy, đeo sưu tầm. Và bây giờ thì cũng gần đến hè rồi các bác. Đấy, gần đến hè rồi, nên mùa hè thì rất là nóng bức. Đấy, oi. Và ra đường thì nắng chói chang chiếu vào mắt. Đấy, thì rất gây dễ đến ảnh hưởng đến đôi mắt này. Đấy. Và ảnh hưởng khi tham gia giao thông, gây khó khăn, cản trở. Thì các bác đeo những chiếc kính này trên khuôn mặt, vừa thể hiện độ đẹp, độ đẳng cấp, độ sang trọng, độ tăng nhiều chân kính. Và lại còn bảo vệ sức khỏe, bảo vệ đôi mắt. Đấy. Tội gì các bác không sắm cho mình một chiếc kính nhỉ, để đeo, đúng không? Vừa đeo đi chơi, vừa đeo đi du lịch, vừa chụp được những bức ảnh đẹp. Đấy. Đấy, nó có quá nhiều công dụng các bác ạ. Đấy, đông như là đồng hồ thôi các bác. Nghe em bán cho các bác cái sản phẩm rất là hữu ích, rất là công dụng. Đấy. Chứ không phải là các bác mua về các bác để đấy, nó không có cái tác dụng gì cả. Đó. Để sử dụng hàng ngày, đồng hồ để xem giờ. Đấy. Để xem giờ, phục vụ công việc, cuộc sống hàng ngày, đúng không? Đó, kính là để bảo vệ sức khỏe, để chụp ảnh đẹp. Đó, rất nhiều những tác dụng hữu ích của những cái sản phẩm bên em mang lại. Size ngang kính là 133 nhé. Ngang kính là 133, ngày hôm nay thì cây Amor này nó xuất sắc rồi các bạn. Xuất sắc rồi. Đấy. Mắt dâm, mắt đường, mắt dâm. Đấy, mắt dâm của hai màu trên đậm dưới nhạt các bạn nhé. Đấy, mắt dâm. Chốt cho em cây kính Amor ngày hôm nay 2,2 triệu. Đấy, nhà em chi ân cho các bác là 2,2 triệu. Đấy, dòng này thì dòng Amor thì bao giờ nó thiết kế form mắt treo này. Đấy, cầu và phần gọng mỏng. Đấy, thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản, mỏng, đẹp. 2,2 triệu chốt cho em mã số 15 nhá. Em lên mã 16. Mã 16 ngày hôm nay là một siêu phẩm kính. Đấy, cái dòng này thì nó chất lượng, nó cao cấp hơn. Và đeo lên mặt đẹp hơn. Đấy. Một cây Mavic cầu đôi các bác nhá. Đấy. Mavic cầu đôi là có hai cầu, gọi là cầu đôi này. Đấy. Và cầu đôi của nó thì thiết kế các cái đường vân kẻ sọc ngang. Cầu đôi với những đường vân kẻ sọc ngang mang, đấy, tính chất điểm nhấn nổi bật
đấy, trên phần cầu cũng như là phần gọng. Đấy, các bác nhìn đấy, đó, các cái đường nét họa tiết đẹp chưa, những cái vân kẻ dọc ngang phun cái phần gọng. Đấy, một cây cổ mắc vích chữ H, cây kính cổ bọc vàng nhá, mắc vích chữ H bọc vàng, size chuôi là 135 này. Đấy, chiếc này size chuôi của nó là 135, ngang kính là 140 nhá. Đấy, size to luôn. Đấy, các bác nào mặt to các bác đeo những cái bản này. Đấy, là rất là hết ý luôn. Đấy, bản này là bản sưu tầm hàng xưa, hàng cao cấp. Đấy, các bác chỉ cần nhìn cái form kính thôi là các bác biết là giá trị của nó là đắt hay rẻ, đúng không? Đeo lên khuôn mặt nó nhìn nó độc đẹp, cái form này rất là dễ đeo các bác nhé. Đấy, size to luôn ạ, 140, size chuôi là 135, bọc vàng hàng xưa, đẹp. Đấy, ốc chuôi này, ve này. Đấy, những cái này là những kiểu đeo lâu hồi xưa nó sờn các bác, nó sờn đó. Đấy, cái này còn chưa vệ sinh đâu các bác, dùng cái gì cạo đi là hết là các bác, như kiểu là nó bị tích những cái bẩn đấy các bác. Đấy, đấy chưa, các bác nhìn thấy những cái cây kính nha em đấy. Đấy, hàng nó về nó nguyên thô nguyên bản, nhiều khi em còn chưa thèm lau chùi vệ sinh gì cả mà nó đã đẹp như này các bác. Đấy, nhưng mà các bác nào mà chốt sản phẩm như em nhé, em sẽ ngồi em tỉ mỉ, em sẽ lau chùi cho các bác, em sẽ đấy, cạo những cái vết bẩn này, như kiểu nó để lâu, như kiểu là nó bị kiểu như kiểu ghét các bác, nó tích lại, nó đọng lại đấy. Đấy, nó đọng lại thì nó mới thành cái trắng trắng này. Đấy, cạo đi là hết mà. Đấy, zin nguyên hết nha các bác nhá, zin nguyên hết luôn. Đấy, cây Markvic. Đấy, cầu đôi ngày hôm nay thương hiệu của Đức. Đấy, cổ điển chính hãng, chốt cho em mã 16. Nhà em giao lưu là 4 triệu các bác, 4 triệu cho cây này nhá. 4 triệu của duy nhất một sản phẩm. Đấy, mỗi một mẫu thì có một chiếc thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Đó, nên là các bác xem mẫu nào ưng thì các bác chốt ủng hộ cho nhà em. Đấy, hôm nay lên hai cây kính thôi các bác nhá, phiên sau em lại lên tiếp. Đó, khép lại phiên video clip của Suốt ngày hôm nay với 16 mẫu sản phẩm đồng hồ trang sức, kính mắt, đó, vòng ngà, mặt dây chuyền, nhẫn, sản phẩm chất lượng và giá trị trong phiên ngày hôm nay thì rất vui và hân hạnh được giao lưu với các bác trên toàn quốc. Các bác có nhu cầu muốn mua sắm mẫu sản phẩm nào thì hãy nhắn hoặc là gọi điện vào cho Shop bên em nhé. Một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm, rồi lắng nghe và theo dõi phiên video clip của Shop. Chúc các bác một ngày mới tốt lành, bình an, gặp nhiều may mắn ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những phiên video tiếp theo.